bốn ngũ sắc vô cùng healthy và cực kỳ dễ làm luôn. Bệnh nghề nghiệp mà lúc nào cũng phải có tô màu bữa ăn cơ. Đủ các loại màu cầu vồng, xanh đỏ tím vàng, lục lam tràm tím. Hôm nay thì có cái món nhóm đạm là nấm nướng. Mình quặng vào lò nồi chiên không dầu một lúc thôi, rồi mình mang ra quấn cùng với đậu này. Tinh bột ngày hôm nay chính là bánh tráng ngũ sắc. Ăn thì chẳng khác gì nhau đâu, nhưng mà được cái nó đẹp thôi. Đẹp thì nhìn nó bắt mắt. Quay vào làm nha. Đầu tiên là nhúng bánh tráng vào nước, sau đó cho nó mềm ra rồi cho đủ các thể loại vào, quấn như là quấn nạn bánh nan em thôi. Được cái là cái bánh tráng này rất là hay nhá, mình mua ở một bạn bán đồ chay. Nó đến khi mà quấn nước nó dẻo, nó dai, nó dính. Ăn ngon ơi là ngon luôn, thật sự luôn á. Thừa sức làm được cái trend mà tteokbokki đang hot dần dần ở trên mạng ấy cả nhà. Đó, cả nhà nhìn màu sắc tuyệt vời không? Màu đỏ, màu hồng này là của củ dền này, màu đen là của tinh than tre, màu vàng là của nghệ. Và đây là nước chấm tự biên tự diễn. Dầm nát cái quả bơ ra xong rồi cho một ít cái mù tạt vàng vào để tạo độ chua và mùi thơm. Bóp phẹt, ôi dồi ôi, kiếp giống cái gì. Rồi sau cho một tí cái tương và mật ong vào, máy loạn cái xí ngậu lên. Đen. Đã hoàn thành rồi, đơn giản mà. Nhâm 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 nhâm. Bên nhà mình ở trên tầng 4 nên vừa ăn vừa ngắm trời lãng mạn lắm quý vị ạ. Cả nhà ngon miệng nha. Ha ha ha, buồn sắc mô đi sô ha ha.